uống cứ sặc thế chị, nghẹn ta uống nghẹn liên tục. Uống vô cái là uống nhanh không dám uống phải không? Giờ uống để chiêm nghiệm đi, chút xíu tôi làm cái gì không còn cảm giác nó uống lắm. Rồi à, như vậy là bị này bao lâu rồi? 6 tháng. 6 tháng rồi, ok. Rồi à, có đi chữa trị thêm ở đâu không? Có đi châm cứu, có bấm huyệt gì không? Có ha. Thì uống nước thì là hơi bị nếu uống nhiều nhanh thì nó sặc ha. Rồi thì bây giờ tôi trước mắt á là tôi chỉ chỉnh cho cái tiếng nói trước đã, mọi người nghe ha, thấy không? Rồi để rồi ok vậy ha. Rồi điều cái điều quan trọng là gì nè, cái điều chỉnh cái này nó hơi đau chút nè. Rồi mọi người thấy vậy cái không ai muốn chữa bệnh đau quá ha. Đau chưa, có bấm cái nào mà đau gì? Đau không? Đau lắm ha. Nhưng mà khi nói thấy có nghe nhẹ hơn không? Đó, đúng đó rồi đó. Em ơi, lấy cho miếng nước. Rồi, bây giờ đừng bình tĩnh ha. Giờ là bắt đầu uống nước trở lại ha. Và cái điều quan trọng á, rồi tính lại uống chứ. Rồi và bây giờ á, hồi trước là không có dám uống nhanh, bây giờ uống nhanh cho sặc coi ra sao, không nhìn cái sặc ra sao phải không? Ok ok. Liền một hơi rồi, vừa uống vừa khóc. Không liền một hơi đi, à, uống liền hơi là lúc đấy là không có uống được. Rồi. Lúc đấy là chỉ hiểu nhấp mà nhấp là còn. Bây giờ là cái uống nước nè. À, trước khi uống nước thì sao? Bây giờ uống nước sau khi bấm xong uống nước sao? Chị nói cho mọi người nghe. Uống nước nhanh hơn. À. Không có sợ sặc. À, không còn sợ sặc nữa ha. Thôi vậy được rồi ha. Rồi thôi, quá hô. Thôi ráng học nha. À, cho khỏi bệnh. Rồi mời chị. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chùm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.